thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Em nghĩ là nghề báo là một trong những nghề mà gọi là nhận được cái sự đánh giá và những cái ý kiến trái chiều rất là nhiều ở trong xã hội. Thậm chí là chắc anh Hiền cũng thấy mọi người hay nói cái câu nghe hơi mất lòng một tí là nhà văn mời báo, nhà báo nhỏ, nhỏ. đúng và nhỏ không học lớn làm báo, lớn nhỏ thì... không học lớn làm nhà báo. Đúng rồi, thì sẽ 3-4-9 điểm. anh nghĩ như thế nào về những cái định kiến đấy với ngành báo chí? Anh có minh oan, anh có lời giải thích gì không? Bản thân nghề báo đã là một nghề mà về cơ bản rất ít khi nó sai. Làm một nghề hay là một việc bất kỳ mà cái khả năng phải nhận sai nó thấp ấy, thì đấy sẽ là một nghề vừa vô cùng tự do, vừa vô cùng tự luyến và vừa vô cùng dễ dẫn đến những cái sự ngu xuẩn của bản thân. Bởi vì cái mức điều chỉnh của con người nó khó lắm. Việc bạn nhận sai ấy mà là một trong những cái tiêu chuẩn để bạn trở thành một người tự hoàn thiện. Chứ còn nếu mà khả năng của bạn phải nhận sai càng thấp ấy, thì nó không khác gì cái việc là bạn tự mở một quán cà phê, xong rồi bạn cho phép mình bán cho ai thì bán, pha thế nào thì pha, đuổi khách, đóng cửa lúc nào thì đóng. Thì nghề báo nó là một cái dạng nghề như thế. Bởi vì như anh vừa nói, tức là đối mặt với cả một sự kiện, một thông tin, một câu chuyện, một nhân chứng, một nhân vật, thì mỗi người sẽ có cái cách mang về thông tin và đánh bóng các thông tin để theo cách của mình. Để mà truy vấn đến cùng một nhà báo rằng là ông đã viết sai sự thật là khó đấy, là khá là khó đấy. Bởi vì nó có vô vàn các cái thủ pháp để nhìn nhận một sự việc. Chẳng hạn như là riêng cho việc là nhìn vào các con số thống kê thôi, thì một cái báo cáo tài chính cuối năm của một doanh nghiệp thì nó luôn luôn có các cái phần được và các cái phần chưa được, đúng không? Ông muốn đánh giá là doanh nghiệp năm nay làm ăn tốt, ông nhìn phần được. Còn ông muốn rút tích là doanh nghiệp đấy chết thì ông nhìn vào cái phần chưa được ấy. Hoặc là những cái đặt các cái giá trị cạnh nhau để nói những vấn đề chả liên quan. Chẳng hạn như là có một câu kinh điển mà anh vẫn đùa nhau trong việc thống kê là tỷ lệ người chết đuối vào mùa hè thì tỷ lệ thuận với cả số lượng kem bán ra. Đúng không? Thì nó đúng mà. Nó đúng nhưng mà nó rất mất dạy. Đúng không? Nó rất mất dạy. Thế thì có vô vàn các cái thủ thuật khiến cho nghề báo trở thành một trong những nghề rất là khó để bị nói là sai. Và đó chính là điểm mấu chốt khiến cho nhiều người làm báo có một cái hình ảnh xấu trong mắt của công chúng. Bởi vì công chúng luôn bị bực bội với việc rằng là mình bị dắt mũi. Các bạn còn nhớ năm 2017-2018 nhỉ? Có một sự kiện là nước mắm công nghiệp và tấn công nước mắm truyền thống hay gọi nhau, đúng không? Không có doanh nghiệp đứng đằng sau từ đấy. Thế thì điều thú vị của cái thống kê truyền thông mạng xã hội cuối năm đấy thì nó chỉ ra một điều rất thú vị này. Cái cuộc đấy dư luận sôi lên với việc là các thằng nước mắm công nghiệp tấn công và bôi bẩn nước mắm truyền thống. Thế nhưng mà theo thống kê cuối cùng ấy thì có đến hơn 30% dư luận bức xúc vì bị truyền thông dẫn mũi. Lại tiếp tục hơn 30% khác tức giận vì xem đây là sự lừa dối của doanh nghiệp. Tức là tổng lại cho hai sự tức giận đấy là đến khoảng 70% rồi. Chỉ có khoảng 15% là ủng hộ cho nước mắm truyền thống thôi. Tức là cả cái cuộc đấy chúng ta nghĩ rằng là dư luận sẽ là đứng hết về phía chính nghĩa, thì chính nghĩa chỉ được có 15 phiếu thôi. Còn sự tức giận ấy nó mới là 70 phiếu. Đấy là bản chất của chuyện là vì sao mà dư luận bức xúc với cả báo chí. Sự bức xúc với việc họ bị dắt mũi. Sự bức xúc với việc rằng là
họ không hạ gục bọn này được, là một thứ rất tức giận. Bởi vì bản chất của báo chí ấy, nó khác với mạng xã hội ở chỗ là bản chất nó là chuyện truyền thông một chiều. Bạn đọc tin tức, cái đúng, cái hay, bạn có thể vỗ đùi, bạn có thể đọc tiếp. Nhưng cái sai, cái chối, bạn cũng chẳng làm gì hết được. Bạn có gọi điện lên báo hàng ngày để mà chửi ông thư ký biên tập, thư ký tòa soạn hay là ông nhà báo đấy về việc tại sao mày viết như này được không? Không mà. Và bạn có chửi chăng nữa thì cũng có hàng vạn, hàng trăm nghìn người đang xem thứ đấy rồi. Và đó là thứ mà khiến cho dư luận bức xúc, bởi vì đúng là truyền thông là thứ một chiều và người tiếp nhận thì ở cuối của chuỗi thức ăn đấy. Và vì thế thì nó dẫn đến một thứ thú vị trong một thập kỷ qua, đó là sự lên ngôi của mạng xã hội. Đó là gì? Đó là khi họ có thể phản biện được, đó là khi mỗi công dân có thể tự trở thành những nhà báo được, nhà có thể báo, tự nêu quan điểm được, có thể tự đưa thông tin được, thậm chí có thể tạo ra những cuộc phản biện với những thứ mình không hài lòng trên báo chí được, có thể gây ra những cuộc chiến truyền thông với báo chí, với những nhà báo, với những tòa báo, thứ mà họ vốn chỉ có thể rằng là chấp nhận thụ hưởng một chiều thôi. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là rất nhiều người bây giờ đang là chụp ảnh những cái bài báo lại này, hoặc là share cái link này, xong rồi bảo chửi lại thằng này viết láo thật này, báo chí sai tít này, sai chính tả này, rồi viết linh tinh này, con số ngu này. Trong một thập kỷ qua, đó là sự lên ngôi của mạng xã hội. Mặc dù chúng ta cũng biết rằng là sự ra đời ban đầu của mạng xã hội là vì sao, không phải trong mục đích đấy. Những người tạo ra mạng xã hội ban đầu của thế giới này không phải cho mục đích phản biện, không phải cho thế giới cãi nhau. Mà ban đầu họ lập ra để mọi người kết nối với nhau, để một vài học sinh của một vài cái trường này tìm được nhau, thay vì tìm trong liên giám, đúng không? Hoặc là những người cùng sở thích, nhóm hội lập ra thứ này kia. Ban đầu mạng xã hội được lập ra để kết nối với nhau. Và bây giờ, hoặc là có thể ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó đã được sử dụng rất mạnh cho việc là phản biện, cho việc cãi nhau, cho việc chen nọ chen kia. Nhưng ở nước tiếp theo của thứ đấy lại rất thú vị, đó là đến một đoạn nào đấy thì cái việc có quá nhiều các nhà báo mạng, có nhiều các chuyên gia mạng, các Facebooker, các KOL, các influencer khiến cho chính công chúng cảm thấy bị mất cái giá trị của niềm tin. Không biết là ai nói thật. Không biết là ai nói thật, không biết ai nói đúng, bởi vì ai không biết phải tin ai. Không biết tin ai. Xong rồi đau đầu, rồi mở mạng đó. Và gì? Họ lại quay về, họ chất vấn ngược lại báo chí, chất vấn ngược lại cơ quan quản lý. Ông để thế à? Ông để một cái bà gì đấy sức ngay lên chửi với nghệ sĩ thế mà được à? Chửi với từ thiện thế mà được à? Hoặc ngược lại, sao để cho mấy bảo làm từ thiện đấy nó này kia? Cơ quan quản lý đâu? Báo chí đâu? Sao báo chí im thế? Hiểu vậy. Và họ lại có khuynh hướng là tìm lại cái thông tin lõi, thông tin thật từ ở đầu. Và một lần nữa thì báo chí lại được rung đùi, báo chí được vui dâu đấy. Rồi các ông bạn cũng phải đọc tôi thôi. Và đừng quên một điều là gì? Đừng quên một điều là báo chí là một đội ngũ có chuyên môn, được nuôi, được trả lương và sống bằng lương cho việc là đi lấy khai thác thông tin và kể chuyện. Các ông các bà có thể cãi nhau với rất nhiều thứ, với rất nhiều chủ đề, nhưng hầu hết đều lấy câu chuyện của chúng tôi thôi. Không có chúng tôi lấy tin thì mà lấy đâu ra câu chuyện mà kể. Có thể có câu chuyện ở đây ở kia, nhưng rồi đến cuối ngày ngã ngửa ra, hóa ra đấy là chuyện Buffett. Một cô bé hay là một ông bác sĩ nào đấy ở trong Nam bảo là rút ống thở của bố mẹ ra để khám cho bệnh nhân, không được đưa lên báo, xong đến cuối ngày thì cái mạng ngã ngửa ra là có báo nào đưa đâu, đấy là chuyện kể trên mạng mà, kiểu như thế. Đấy, thì ta chỉ là đọc luận lại. Thì người nói hơi dông dài, nhưng quay lại trở lại ban đầu thì nhà văn nói đáng nhà báo nói phét. Chúng tôi phét, chúng tôi 39 điểm, chúng tôi lều báo, nhỏ không học lớn làm báo chí. Nhưng mà nhỏ các anh chị học, lớn lên anh chị vẫn đọc báo. Có ông bà nào, có ông bà nào bảo là vì nhỏ tôi học, lớn tôi không đọc báo ấy, thì giơ tay thì lấy gì em xin trân trọng xin lỗi anh chị đấy. Còn chừng nào anh chị vẫn tiến sĩ, giáo sư thứ mà anh chị vẫn đọc báo, vẫn đọc báo, thì đừng có cười cái bọn này, nhỏ học lớn nó làm báo. Bởi vì khi mà các anh chị nói câu đấy mà anh chị cười ấy, thì có nghĩa là các anh chị đang tự bảo mặt mình
là tôi đầy đủ gọi là trình độ vị trí xã hội, tôi đang đọc bọn vô học đấy. Hãy hãy cẩn trọng với việc là hãy cẩn trọng với việc là chửi và đánh giá thấp ai đấy. Nói vui vậy thôi. Hội nhà báo về cơ bản những người làm báo mà thôi thì tử tế và cố gắng giữ sự tự trọng của mình ấy, thì luôn luôn học được cách của Chí Phèo, đó là chúng nó chửi cả làng nhưng nó chửi mình ra mình tốt mà, mình tử tế, mình làm báo tử tế. Bọn kia nó chửi đều báo chửi ai, tôi làm báo tử tế rồi tôi sợ thứ đấy. Và bình tĩnh và chịu đựng các cuộc công kích, đó là đến bây giờ, đến bây giờ anh nghĩ từ lúc có nghề báo cho đến bây giờ thì đã trở thành một trong những yêu cầu tiên quyết của cái nghề này rồi. Còn ông vác cái thứ cảm xúc không chỉ là của công chúng thôi nhé, cảm xúc của câu chuyện nhân vật mà ông tiếp xúc về nhà ấy, hiểu khủng khiếp ạ, đấy một gánh nặng vô cùng khủng khiếp. Hãy hình dung một đời làm báo, người ta có thể gặp biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu nhân chứng, biết bao nhiêu cảnh đời éo le, đưa biết bao nhiêu người vào tù hoặc ngược lại kéo họ ra tù, và rồi tất cả những thứ đấy mang về nhà ấy cũng không ăn nổi, ông không ăn nổi bữa cơm canh rau đay với cà ở nhà của ông đâu. Đó, khủng khiếp đấy. Ok. Em nghĩ là tạm tạm gọi là tạm kết luận lại cái câu chuyện đấy, mình có thể nói là ok, có nhà báo this, có ra nhà báo that. Và trong trường hợp mình là nhà báo chân chính thì ok, không sao hết.